Chào các bạn, đối với kênh Tony TV. Và mình đọc comment thấy các bạn yêu cầu là anh ơi hãy làm vua đồ bếp đi, làm vua cá, vua chim. Em nghe từ chim là em phá dữ lắm rồi đó. Trên đời này chim là ngon nhất đó, là ngon nhất. Anh Ngáo, em nghe người ta đồn là anh không có thích ăn thịt động vật đúng không? Vậy chim anh ăn không? Thịt gì ta cũng không ăn, nhưng chim là phải ăn. Có nhiều bạn hỏi sao lâu rồi không thấy anh làm chủ đề vua đầu bếp. Lý do hơn một tháng này kênh của mình không có bất kỳ một clip vua đầu bếp nào hết là bởi vì mình rất là bận rộn, phải qua bên Trung Quốc đi tới dưới ngọn núi Ngũ Hành Sơn mà 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh đã từng bị Phật Tổ nhốt á, để mà gặp một vị sư phụ biệt danh là vua chim. Tức là chim nào ổng cũng ăn. Và hơn một tháng nay mình đã học được những gì từ cái ông thầy vua chim đó, thì trong video này mình sẽ truyền thụ lại cho các bạn và các em trong team Trái Châu luôn. Chia đội nhau ra đi, anh chỉ lấy 3 đội thôi. 3 đội, chia bồ riết lẹ. Con em theo anh à. Ok, vậy là Tiểu Hùng sẽ theo mình để làm ban giám khảo nha mọi người. Ai nữa, đủ hết chưa? Bây giờ, chất mấy cái ghế này lại làm cái bàn đi. Mấy nó ăn của tụi mình nha các bạn. Chắc ngay lại ngáo. Rồi, xong rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ hỏi từng đội ở đây chế biến món gì nghe. Đội dạ, đầu tiên ăn ngáo. Cút nướng mật ong. Cút nướng mật ong. Tiếp theo đội ăn ốc. Cút xào me. Cút xào me. Đội của A Đại. Cút chiên nước mắm. Cút chiên nước mắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi săn chim cút. Các bạn săn cút thường bay ngang bụi tre này vào lúc 10 giờ mỗi ngày. Bây giờ là 9 giờ 55 rồi, cần 5 phút nữa sẽ bay ngang qua. Giờ bọn mình sẽ đi cầm ná và săn đó nha. Mấy con chim cút ngày hôm nay là chết với mình nha các bạn. Đứa nào không biết bắn chim thì đứng đó đợi, chứ đứng đây nhiều người quá chim nó nhát. Trời ơi, nó bơi kìa. Anh Ngáo này lúc nào cũng dễ bị kích động trơn nè. Phải bình tĩnh xử lý mọi chuyện giống chị nè. Tao nhớ hôm qua mày quýnh lộn với nhỏ nào mà hồ. Tao quay phim mày vẫn nói tật xấu của tao chứ. Trên bàn này là tất cả các nguyên liệu phục vụ cho video vua chim. Đây chính là những con chim cút mà mình đã làm sẵn rồi. Mà nói thiệt chứ, làm mấy con chim mình nhìn thấy tội lỗi quá, thiệt luôn. Video này làm vua chim rồi, làm mấy mốt không có làm mấy liên quan tới mấy con chim nữa đâu. Ê. Con nữa bóc để qua ba con. Cảm ơn Vinh nha. Ok, ê, tới đội bên này ba con chim bóc cơ thể qua đây. Hai con ba. Nào con nấy mập thù lù các bạn. Ba con. Cảm ơn Vinh. Tới đội cuối cùng. Đội của em. Ừ. Ba đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 15 phút bắt đầu. Này phải mà không ta? Phải. Lấy bột ngại không? Không, không, mình luôn có một ngại, mình lấy bột ngọt. Được, mình lấy đường, mình lấy đường. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đi, rồi. Đi. Trong tất cả món ăn không thể thiếu hành và tỏi nha các bạn. Quang lấy chén đường tỏi vô tim mình nè. Dạ, chén đi, chén đi. Đeo bao tay vô ướp gia vị nè. Đường. Nửa muỗng muối. Không thể thiếu bột ngọt được đâu. Thấy chưa? Cứ bột nghệ vô ba con chim cút nha. Được rồi, đợi thêm 15 phút nữa gia vị nó thấm vào và ướp mật ong lên. Giờ mình về chỗ của mình đi. Đi. Mình làm chim cút xào me, cho nên mình phải có chén me nha các bạn. Bước 1 là rửa cút hạt sạch nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ ướp, đổ dầu vô. Ủa anh định đổ dầu vô chiên ba con chim cút này luôn hay gì vậy? Thôi chết, lỡ cháy dầu hơi nhiều rồi. Bước tiếp theo là để đường hạt nêm vô nha các bạn. Tỏi, hành, đường, bột ngọt, hạt nêm mình đã bỏ xong rồi, giờ mình sẽ nhào nha. Giờ mình đợi ba con chim cút này thấm gia vị rồi sau đó mình để chén me này vô nha. Thêm chút nước nóng nữa. Giờ mình về chỗ nha các bạn. Trời ơi, nhìn đại cái tích con chim cút mà mình thấy đau đít luôn các bạn. Chặt cái đầu ra nha các bạn, mất công ăn nhìn gớm lắm không nha mèn. Giờ mình cho ba đầu con chim cút nha các bạn. Chắc tối nay mình đọc kinh sám hối tiếp quá. Rồi. A Di Đà Phật, kiếp sau đừng có làm chim cút nữa nha con. Team bọn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chế biến chim cút chiên nước mắm. Bước 1 là các bạn cắt đôi con chim cút ra để chiên nước mắm cho nó dễ với lại ăn ngon hơn. Giờ là quá trình ướp chim cút. Để tỏi
thổi vào để khử mùi tanh của chim. Em yêu chim, em thích chim vì mỗi lần chim hót em vui. Bước tiếp theo làm gì anh Đại? Quên rồi, anh có ghi trong chung bụng nè. 1/3 muỗng muối, 1/3 muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước mắm và nửa muỗng đường. 1/3 muỗng muối nè, nửa muỗng đường. 1 muỗng hạt nêm từ hạt cà no. Tiếp theo là để tiêu vào. Dắt tiêu để tàu. Wow. Cái gì mà ngầu vậy? Không lẽ là... Đúng vậy, là tiệc chiêu của hắn đất tiêu. Lợi hại, lợi hại. Các bạn nhìn nè, 10 phần đổ ra ngoài hết 8 phần rồi. Còn đây phần chút sau. Giờ chỗ lên cho đều rồi để 15 phút nha các bạn. Hai anh em mình nên chặt cái cây này để chút làm hai cái kệ nha các bạn. Để quay hai con chim cút á. Giờ mình đẻo cái khúc này nha các bạn. Chặt cái cây này vừa vô đít con chim cút để nướng lên ăn nha. Cái hố gì được rồi anh Ngáo ơi, bắt hai kẻ nướng anh đi, gọn hồi nướng mấy con cút. Giờ mình thay đậu lỗ được. Giờ mình sẽ buộc cái kệ lên nha các bạn. Buộc cái này xong rồi đổ than xuống nướng. Đã than nó hồng rồi mình sẽ bắt con chim cút qua mình quay nha các bạn. Chế vô một muỗng nước mắm nè. Sau khi ướp gia vị xong bọn mình sẽ lấy bột bắp để vô đây nha các bạn. Các bạn để bột bắp á, để bột hồi chiên cái nước mắm á giòn giòn ăn nó mới ngon. Quá trình làm chim cút chiên nước mắm bắt đầu. Cút hà. Mày đang làm cái gì vậy? Làm vậy cho nó ngầu đó mà. Mày cút hà mà tao hết hồn đó. Thôi làm đi. Chảo nóng rồi kìa, thả dầu vô đi. Giờ sẽ để cút vô chiên. Giờ phi tỏi khử mùi nha bạn. Cút chín rồi bọn mình sẽ gấp ra. Chim cút chiên nước mắm của mình đã hoàn thành. Quá trình làm chim xin được bắt đầu. Chảo nóng rồi hả, chế dầu vào. Thả chim cút vô được rồi con. Xào mấy con chim cho săn lại nha các bạn, rồi bỏ nước cút me vào. Gắp cút ra đi anh Cường ơi. Múc me bỏ vô nha các bạn. Nước me này các bạn phải để đường bột ngọt vô nha. Khi nước me đã kẹo rồi mình hả để chim cút vào. Xào lên đi. Hấp dẫn quá trời luôn rồi. Chim mình có cơ hội hạng nhất rồi đó. Quá ngon luôn. Bỏ cút vô nha. Đội mình làm xong sớm nhất cho nên bây giờ mình đang trang trí món ăn này nha. Giờ gấp bỏ ra nha các bạn. Gấp ra nha các bạn. Gấp chim cút ra. Xong. Đợi mình xong rồi mấy bạn ơi. Dán lên bồ ơi. Dán lên. Dán lên. Chắc có thay hồng rồi đó. Em mệt quá rồi anh chị ơi. Tim mình làm chim cút nướng mật ong nha. Giờ sẽ xiên vô con chim cút rồi đi nướng. Rồi đưa với chị đi mà. Còn con nha các bạn. Dùm để ba con cút xuống nha các bạn. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều, quay đều, quay. Mình chế mật ong vô chén nha các bạn. Rồi quét mật ong vô mấy con chim cút nha. Chim cút bọn mình thơm quá các bạn ơi, quá trời thơm rồi.
Trời ơi, sao con chim đen thua vậy? Chim càng đen thì em càng thích. Ăn nó càng ngon. Chim cút nướng mà ông nó hoàn thành rồi nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Mời vô đầu bếp chấm điểm. Follow me. Món gì đây? Đây là món chim cút nướng mà ông. Nhìn vô giống như là chim cút chiên bơ vậy đó. Không biết mùi vị ăn như thế nào đây hả? Ăn thử đi. Chà, cái con chim cút này ăn vào cái chắc bị ung thư luôn quá. Đừng thui khát ngạt rồi. Nướng lỡ tay đâu quý rồi. Thằng ơi, anh đi thi mà anh nướng lỡ tay là chắc quá rồi. Xé cái đồ của con chim này ra quất cái coi. Nhưng mà nó rất là ngon đó, ăn thử đi. Ngon không? Ngon anh Vinh? Rất là ngon. Em thấy cũng ngon đó, cho 8 điểm. Đội này mình chấm cho 8 điểm. Wow. Yeah. Đi qua đội thứ hai nha. Cầm đi, cặp cái đùi đi. Cái đội thứ hai. Đội này món gì quên rồi? Dạ, cút xào me. Cút xào me. Ý da, anh xào kiểu gì mà chua còn hơn chanh nữa hả? Quá chua rồi. 7 điểm, 7 điểm. Oh, no. Không? À. Thử đi, đây là học trò mình mới nhận nè. Sao hồn chùa quá trời chua rồi. 6 điểm. Trời già, 6 cộng 7, 13, 13 chia 2 được 6 điểm rưỡi. Yeah. Tới đội cuối cùng. Trời ơi, sao nhìn hấp dẫn quá vậy? Cút tên gì? Nước mắm. Mấy điểm vậy? Mấy điểm? Chưa biết. Mà ôi, chết luôn vậy. Sao mặn vậy? Chấm cho 4 điểm. Ăn hùng đi theo anh Vinh mới học ngày à, mà chấm điểm mắc hơn Vinh hả? Đội này 5 điểm à. Vậy thì cho hỏi đội nào hạng nhất hả? Em. À, đội hạng gì đâu? Em. Đội hạng 3. Vậy thì trong video này các bạn cũng đã biết được cái cách chế biến mà mình đã học được từ cái ông vua chim ở bên Trung Quốc đó. Mình đã truyền thụ lại cho các bạn cũng như tìm trẻ trâu ở đây rồi. Thì bạn thích video này đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông mới được nha. Bởi vì sao? Có quá nhiều bạn vào comment rất là vô duyên. Anh Tony ơi, sao mà một tháng nay em không thấy em ra video vậy hả? Cái thằng Tony này, một tuần nó chỉ ra có một clip thôi à. Trong khi một tuần anh Vinh đăng 3 cái video. Tại các bạn không nhấn chuông bởi vậy đâu nhận được thông báo. Để mình ăn thử món của mình nãy anh Vinh la dở nè. Để mình ăn thử món của Tiểu Cường nha các bạn. Cái này ngon mà đâu có tanh gì đâu trời. Ủa em ăn thấy tanh mà. Thì cho để ít tỏi thử chưa tới. Đồ của Tiểu Cường hãy nhìn nè, mình ăn thử nha các bạn. Ăn miếng này đi. Thử cái đồ chim cút nướng mặt ong của Hành Ngáo nha các bạn. Thế sao, có ngon không? Ngon á, hàng kia hàng nhất đúng rồi. Hàng kia đúng ngon luôn. Rồi những ai mà chưa có bấm vào cái chuông á thì bây giờ các bạn bấm vào cái chuông đi nha, để em thôi quên. Đó, mình ra video mới thì các bạn có thể vào xem sớm nhất được. Rồi hẹn gặp các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye thôi.